Nói chung là mình thấy nó cũng khác nhiều so với ngày xưa bọn mình đến. Bọn mình đến ngày xưa mình đến thì hoang sơ hơn. Đó, hoang sơ. Chưa được đầy đủ như đầy này. Đầy đủ như thế này. Thế hai bé đã bao giờ vào rừng chưa? Chưa. Rồi, bây giờ á thì chúng ta sẽ có những thử thách mà chắc là mình chưa độ cả nhỉ. Để thi cho nó có không khí. Bé hoàn thủ tiêu nhiệt độ. Hai con lùi đi, hai con lùi đi. Ok. Mỗi người nhận đời trước. Việt Anh thắng, bây giờ hai mẹ win đi. Nào, 1, 2, 3. Rồi, xong. Đây à? Ok. Cái này là số phận đưa đẩy rồi. Không có gì phải bàn cãi đây cả. Thì bây giờ nhá, lưu ý là chúng ta sẽ có một thử thách đầu tiên liên quan tới trí tuệ, sự nhanh nhẹn và cả sức mạnh, độ dẻo dai. Đấy, làm sao leo đến đỉnh núi là thắng. Đúng không? Và đội thắng sẽ có được phần quà của chương trình. Nhưng mà nếu mà thi như vậy thì nó có vẻ nó đơn giản quá. Đâm ra chúng ta sẽ có một thử thách nhỏ, thử thách phụ để giành ưu thế về thời gian. Đấy, đây là một thử thách về sự nhạy bén, các giác quan. Đội nào thắng thì sẽ có được 2 phút chạy trước. Ui, 2 phút chạy trước đấy. Có đủ không? Bây giờ nhá, mình sẽ có 10 giây lắng nghe để xem âm thanh xung quanh đây mô tả sự hiện diện của sự vật, sự việc nào. Bắt đầu. Rồi, lần lượt, lần lượt, lần lượt, rồi. Và tiếng suối này. Một, rồi bên kia. Tiếng người và tiếng gió. Tiếng người có mà chỉ là một thôi con, nó mạnh quá. Người ta chỉ một thôi. Rồi, tiếng người bên này. Tiếng chim. Hót. Chim. Bên kia. Cũng thấy tiếng chim hót. Không được, phải tính đấy. Bình tĩnh đấy chú ạ. Không được, trả lời nhanh 3 giây. 3, 2, 1. Chú nghe thì tiếng cả đập cánh của con bướm bên này đấy, con bướm bay. Đấy, mình phải tính. À, chú nói cháu mới nhớ, cháu nghe thấy tiếng mới ra kìa chú. Hay quá, đúng rồi, đúng, nhưng mà chú nói là thua rồi, 3 giây hết rồi. Cháu biết rồi mà. Nhưng mà không sao, chú nói 2 phút ấy, nó là ưu thế thôi, còn chưa biết là đội nào thắng đâu. Bởi vì chỗ này cao và xa lắm. Thì bây giờ hai đội sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, thế thì đội của Việt Anh sẽ đi trước hả? Rồi. Con sắm hết đủ đồ chưa? Rồi ạ. Rồi. Con mang cái gì trong ba lô đấy? Mang nước, khăn để lau mồ hôi. Hay quá, mang hẳn khăn mà lau mồ hôi là cái nào đấy. Gì nữa? Mang quần áo để thay hả? Quần áo đẹp để lát chụp ảnh đúng không? Vâng. Tuyệt vời đấy. Nhưng mà chú có mang theo một vài thứ nữa để hỗ trợ gia đình, ví dụ như là sơ cứu này, một ít lương thực nhẹ này. Đấy. Rồi chưa kể là xịt muỗi đúng không? Chống nắng nữa. Thì bây giờ mình phải có hướng dẫn cụ thể đây, hai đội xem nhá. Bây giờ chúng ta đang ở cầu suối Tiên Hai. Đây, nó là ở chỗ này. Mình sẽ mon men mình leo lên tới hòn trống đó. Đâm ra ấy là leo cẩn thận nhá. Rồi, làm sao đi tới nơi về tới chốn, bởi vì thực ra là cũng hơi trơn. Nó sẽ có suối chảy nhưng bù lại đường nó sẽ hơi ẩm ẩm một chút. Đi thật là cẩn thận nhá. Rồi. Đội giành chiến thắng sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Sẵn sàng thì đi thôi, có gì đâu.
Bé Nhi thấy có nhiều bướm không? Có. Con biết nhiều bướm có nghĩa là gì không? Không. Có nghĩa là ở đây có rất nhiều sâu róm. Mình đi ấy, là mình phải nhìn. Cái thứ nhất là phải chắc cái chân của mình này. Cái thứ hai nữa là mình phải nhìn được ở dưới xem mình đang dẫm lên cái gì. Đấy, đâu phải đi rừng là đơn giản đâu. Đấy, nhìn nhìn thác nước kìa, đẹp chưa? Đấy, thác nước ngày xưa nước nhiều lắm. Đi từ từ thôi con. Như vậy là hai đội đã vượt qua được cái thác đầu tiên. Như vậy là chúng ta còn 5 cái thác nữa. Cố lên con, còn 5 cái thác nữa thôi là mình tới nơi rồi. Đi cẩn thận nhá, phải nhìn đường nhá. Đây có nhiều cây cao nhở? To à? To à? Thử xem ôm hai người có hết không, nhưng mà sâu gióm nhiều lắm. Toàn sâu gióm không à? Mấy chục con luôn. Để ý nhá, không nhìn nó lại bậu vào người đấy con ạ. Đây ra đây. Ôi nhà Nhi đến rồi. Mày Thảo đã chờ đội của Nhi này. Bắt được nhiều ốc chưa này? Wow. Bao nhiêu? Bắt được bao nhiêu luôn này? Nhà Nhi đây rồi. Lên trước nha. Hôm nay mày phát hiện ra là bé Nhi ấy gọi là leo núi rất là siêu. Hay là bởi vì trang bị dày tiêu chuẩn đấy? Ừ đâu. Hay là kỹ năng tốt đây? Không có. À thì hay ăn may đây. Ăn may à? Phải nói là hôm nay các thành viên của hai đội đều thể hiện rất tốt. Thứ nhất đó là sức khỏe, và thứ hai là độ nhanh nhẹn, đá rất là trơn, rêu mọc nhiều, thậm chí là một số nơi ấy, lá nó còn phủ đầy cơ. Thời gian thì rõ ràng đội mẹ Thảo giành chiến thắng rồi. Yeah. Nhưng mà lại có cả nhưng nữa. Đây, cái đường ấy là nó phải đi từ cầu Suối Tiên 2 đúng không? Lên thác tròn rồi mới lên hòn trống. Ấy vậy mà đội này đi cái đường nào không biết. Mà rõ ràng mình thấy là đi là phải đứng thẳng. Mà đội này rẽ ngang rẽ dọc là hỏi vì sao? À, bởi vì là mẹ con cháu vừa đi, mẹ con cháu vừa tìm hiểu nên chẳng để ý đến cái gì cả. À thế à? Cứ đi thôi. Thế mà lại về trước kỳ lạ thay. Đấy. Mà thế nào nhỉ? Thế là có chấp nhận chiến thắng không đấy? Hả? Về trước mà. Về trước mà. Đi ngang đi dọc mà. Không, mẹ vừa đi mẹ vừa tìm hiểu, mẹ cứ đi thôi. Mẹ đâu có biết là địa điểm gì đâu. Để quãng đường còn dài hơn. Đấy. À thế à? Rồi. Thế thì bởi vì cái sự may mắn cùng với sự nỗ lực đã giúp cho đội của mẹ Thảo và bé Việt Anh giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Yeah. Chào. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với hành trình của đoàn thám hiểm gia đình vui vẻ. Yeah. Trong phần đầu của chương trình ấy là các thành viên của hai đội đã thể hiện rất tốt kỹ năng đi rừng của mình. Bởi vì sao ở đây ấy là thảm thực vật rất là dày, chưa kể là đường trơn trượt. Chú hỏi bé Nhi nhá, con làm cách nào để mình đi nó vững chân, nó không bị trượt? Hay là trượt nhưng mà giấu đấy? Trượt ạ. Có trượt phát nào không? Có. À thế à? Sao mà trượt? Trơn quá. À thế à? Giấu phải bụng rất đúng. Rêu đúng không? Chắc đồ hền. Đồ hền đấy. Còn mình phải tự tin chứ. Thấy mẹ Thảo đi cứ con thoát đấy. Mẹ Thảo có bí quyết gì không? À, được cái là mẹ Thảo cũng đã một vài lần đi rừng cùng các bạn ở công ty nên
chắc cũng có tí tí kinh nghiệm. Kỹ năng đấy, khi mà đi rừng là chúng ta cũng phải biết cách. Theo Mạnh Tùng được những người dân bản địa chia sẻ là khi đi rừng ấy, chúng ta lưu ý để an toàn là chúng ta không dẫm vào những khu vực mà có nhiều lá cây nó che lên, bởi vì có thể dưới là một cái chỗ nó hụt, mình bị kẹt chân vào là một này, thứ hai có thể dẫm vào rắn rết rất là nguy hiểm. Thế nên mình phải lưu ý là chọn những cái mô đá mà nó hiện ra ấy, mình đi lên và ưu tiên mô đá nào ấy mà nó gập ghềnh, nó tạo ma sát, nhám cao đó, dễ hiểu không? Mình chỉ cần nắm bí quyết thôi là mình đi rất sướng. Bây giờ câu hỏi này mới khó này, nếu mà chúng ta leo núi thì leo lên và leo xuống cái nào mệt hơn? Leo lên ạ. Leo lên mệt hơn đúng không? Vâng. Leo lên cũng leo lên mệt hơn. Các con say hết rồi, leo lên các con chỉ mất sức thôi, nhưng khi các con đi leo xuống này, hai chân con người có cái chiều hướng là lao xuống nên là chân sẽ tạo ra cảm giác mỏi chân và sẽ mất nhiều sức hơn, bởi vì con phải ghìm lại, kiểu gần như là mình hãm phanh ấy. Ừ. Đấy, rất là chuyên nghiệp luôn đấy, chính xác. Mà thậm chí leo xuống còn nguy hiểm nữa. Thế bây giờ chú hỏi thêm một câu nữa là khi mà đi rừng ấy, chẳng may mình phải ngủ lại trong rừng thì ưu tiên là kiếm chỗ che hay kiếm chỗ nằm? Kiếm chỗ che. Kiếm chỗ che. Vâng, che trước rồi nằm sau chú ạ. Che trước nằm sau rồi, Việt Anh. Nằm trước. Nằm trước, nằm che trước sau. Che sau rồi. Mẹ Hằng. Chắc là che trước rồi nằm sau. Cũng che trước nằm sau, đội này là ưu tiên là che. Rồi, còn ngồi thì ngủ cũng được. Còn kia thì chắc là nằm trước rồi che sau. Nằm trước che sau, thế tại sao phải nằm trước che sau? Theo nguyên tắc thì khi mà mình nằm xuống mình sẽ theo dõi được, quan sát được xung quanh tốt hơn này. Rồi mình sẽ thấy xem là chỗ nào mình nguy hiểm, mình có thể là để che đi này. Đó. Mà quan trọng ấy là chúng ta biết nguyên tắc là phải rồi nằm trước che sau. Bởi vì thế này, khi mà chỗ nằm đất ấy là cơ thể mình sẽ mất nhiệt, đất nó sẽ hút nhiệt rất là nhanh. Chưa kể rừng ấy là nó có nhiều độ ẩm, rất là nguy hiểm. Chưa kể là chúng ta mà không có gì che ở dưới ấy, rắn rết kiến nó bò vào, mình nằm ngáng đường nó là nó xử mình đấy. Đó, đâm ra là tìm chỗ nằm trước đã. Làm sao ấy mà dùng những cái loại cành cây hay là lá cây ấy, cách khoảng 1 đến 2 phân là tốt nhất. Đấy, sau đó dùng cái che lên. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành luôn. Đó. Làm sao có chỗ ngồi êm một chút chứ cái này ngồi đau mông quá. Thế nhá, bây giờ thử thách của chúng ta đó là gì? Tìm kiếm những cái vật dụng này, những cái cành cây, lá cây khô. Đó, để mình tạo ra cái một cái thảm để mình ngồi. Vậy để xem là đội nào làm xong trước thì đội đó sẽ giành được chiến thắng và tương tự có được phần quà của chương trình. Vâng, hôm nay sẽ có một phần quà rất đặc biệt dành cho đội chiến thắng. Vậy nên hy vọng là sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Yeah! Căng thẳng và đầy kinh khủng. Cố lên nhá. Yeah, cố lên đi đấy. Thắng ấy nhá. Quà thua rồi đấy. Quà thua rồi đấy, hôm nay là cố lên. Nhưng mà chưa kinh nghiệm. Rồi, hai đội sẵn sàng nhá. Sẵn sàng. Bắt đầu. Mình sẽ dọn sạch đi này. Sau đó rồi mình sẽ giải thank you.
là cây khô mà lâu thế nhở? Là cây tươi còn được không? Đúng rồi, nói chung là kiếm cái cành nào mà nhỏ nhỏ thôi, cành to nó găm vào người đấy. Không. Hay quá, đúng rồi. Lên đây con, cầm cái thanh lên. Phải nói là hành trình rất vất vả. Hai đội thì sắp có gọi là gối êm, đệm mềm mà nằm rồi. Đi lại khổ lắm chú. Cháu chụp một vườn hoa luôn. Ok chưa nhỉ? Thế từ trước bác bảo đội này ấy, làm xong cái mâm này cho con vịt quay lên là quá chuẩn. Mẹ cháu mà kiếm được cái lá chuối to hơn nữa chứ là làm được con vịt đấy ạ. Yeah. Tạm ổn à? Có thêm gì nữa không? Chắc xong chưa? Mẹ bỏ bớt cái cành thần thần đi. Thứ rửa tay đấy. Em như đệ. Ôi. Rồi ok, xuống đây. Bỏ cái lá khô kia ra thôi. Lá khô bên kia kìa. Hay quá, mình chưa phân định thắng thua mà hai đội cứ yeah như đúng rồi.